3 mẫu bát hương được lựa chọn nhiều nhất hiện nay, được ưa chuộng nhất. Nếu chúng ta biết lựa chọn sử dụng phù hợp các cái mẫu bát hương thì sẽ mang lại bình an, may mắn, thuận lợi cho gia đình chúng ta. Như trước mặt tôi đây là 3 mẫu bát hương cao cấp nhất, được lựa chọn nhiều nhất. Thứ nhất là mẫu bát hương đồng. Như mọi người biết, đồng là sản phẩm mang giá trị cao, nhưng không phải cứ sản phẩm mang giá trị cao mà đã phù hợp với gia đình của chúng ta. Mọi người lưu ý nhá. Tiếp theo, đồng là kim loại, vì vậy nó luôn mang một cái khí nóng. Nếu để thờ phụng thì nên sử dụng những nơi có khí âm lặng như là chùa, đền, miếu mạo hay nhà thờ dòng họ. Còn để gia đình thì không nên sử dụng bát hương đồng, được chưa ạ? Tiếp theo là 2 mẫu bát hương còn lại được làm từ chất liệu đó là đất tạo lên. Như 2 mẫu bát hương này, một dòng men dạng và một dòng men nam. Một dòng men nam sáng trắng, một dòng men dạng là cổ kính. Nhưng cái chất liệu tạo lên là mang cái chất liệu là mát mẻ, vì vậy được sử dụng phù hợp ở gia đình chúng ta. Như bát hương dạng này là dòng gốm được lung ở nhiệt độ thấp, sau đó nhúng men dạng tạo vào lửa tiếp theo để tạo thành những các cái đường dạng trùng trùng điệp điệp kết nối với nhau, như là tổ tiên luôn hướng theo con cháu và con cháu nhớ về cội nguồn. Nó mang một sự cổ kính, sang trọng. Khi chúng ta vẽ thêm vàng vào đây, đây như sản phẩm dạng vẽ vàng đây, được chưa ạ? Rồi đến cái mẫu bát hương lam. Như cả nhà đang nhìn thấy này, cái nước men cực kỳ là sáng, trong và nó là một khối rắn chắc. Đó, để tạo được lên một cái chất liệu như thế này, trước tiên chúng ta phải chọn đất sét trắng sáng và lung ở nhiệt độ cao, trở thành một cái nước men sáng như thế này. Sau đó vẽ họa tiết rồng trầu mặt nguyệt lên đây và vẽ vàng. Tất cả các cái sản phẩm bát hương vẽ vàng là có từ thời nhà Thanh nhá. Nhưng cái thời đó chỉ có vua chúa mới được sử dụng cái sản phẩm vẽ vàng. Nhưng ở cái thời đại này của chúng ta, nhà người ai cũng có thể sử dụng các cái sản phẩm vẽ vàng. Tại sao chúng ta không sử dụng sản phẩm vẽ vàng? Lên sử dụng sản phẩm vẽ vàng mọi người nhé. Lý do thổ sinh kim, tức là đất sinh ra vàng, có từ đất đúng không ạ? Nó là tương sinh cho nhau, mang lại sự may mắn, thuận lợi và sang trọng trong cái phòng thờ, không gian thờ của mình ấy, nó cực kỳ là sang trọng, cung kính. Lên sử dụng sản phẩm bát hương sứ và bát hương gốm vẽ vàng cả nhà nhé. Hãy theo dõi các video tiếp theo của tôi để hiểu thêm về đồ thờ, đồ phong thủy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Cảm ơn.